Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone trên trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì đó chính là hai vị mà chúng ta có thể thấy là Bắc Thái Minh, Nam Trân Quang. Hai vị mà có thể nói rằng là chiếm sóng rất là nhiều ở trên mạng xã hội ngày hôm qua. Và cả tuần nay rồi, tháng nay rồi, và thậm chí rằng nhiều năm nay rồi. Và đến bây giờ báo chí chính thống thì cũng đã liên tục lên tiếng đối với ông Thích Trúc Thái Minh, thì đó là cái vấn đề mà ông thậm chí còn xuyên tạc luật nhân quả và nói rằng cái việc mà làm con của một người bị chất độc màu da cam là ác nghiệp kiếp trước, nó xúc phạm tới rất nhiều vong linh và thậm chí là những thương bệnh binh hiện nay. Và thật sự đó là xúc phạm với quân đội nhân dân Việt Nam. Còn đối với ông Thích Trân Quang thì các bác có thể thấy rằng là rất nhiều báo chí chính thống từ báo Công Thương, Thanh Tra vân vân để lên tiếng về cái việc mà trong vòng có hơn 2 năm một tẹo ông đã từ cử nhân học thẳng lên tiến sĩ, một cái sự kiện có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Và rõ ràng cái câu chuyện này còn kéo dài không hết. Nếu chúng ta bỏ qua những sự việc lẻ tẻ thì chúng ta đều rất dễ dàng để mà thấy rằng cả hai ông này đều truyền bá sai Phật pháp, và mặc dù là thủ đoạn khác nhau nhưng nó đều chung một cái mục đích, đó chính là cái việc mà cúng dường đó, hô hào mọi người cúng dường. Và thật sự những người này đối với chúng ta thấy rằng là đây chính là ma tăng và đây là sảm tăng. Và rõ ràng câu chuyện giáo hội Phật giáo cần phải có trách nhiệm và giải pháp cụ thể trong trường hợp này. Nó không chỉ là hai trường hợp lẻ tẻ là ông Thái Minh và ông Trân Quang, mà sẽ còn có rất nhiều nhà sư là đang làm cái việc này, và thậm chí rằng là đang ấp ủ làm cái việc này, và nó đều là những cái việc sai trái theo giáo lý của nhà Phật. Và giáo hội cần phải có trách nhiệm. Và trong buổi livestream ngày hôm qua tôi đã chia sẻ một cái giải pháp. Và ở đây á, chúng ta hoàn toàn có thể là thảo luận cái giải pháp này để hiến kế cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ để mà quản lý, để mà làm thế nào để ngăn chặn các sàn tăng ma tăng. Tất cả những người như kiểu là Thái Minh hay Trân Quang, mục đích của họ đều là cúng dường. Tức là phải có cái mặt lợi ích ở đây. Có thể có thêm vài mục đích khác, nhưng đây là mục đích cơ bản. Và rõ ràng khi người ta xuất gia thì Đức Phật yêu cầu trong giới luật rất cụ thể, đó là không được tích trữ của cải tiền bạc, và đó là giới luật. Mà đã là giới luật thì bắt buộc khi xuất gia là phải tuân theo, còn nếu không tuân theo thì sẽ bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy Đức Phật đã có thể nói là nhìn xa đến hàng nghìn năm để mà thấy rằng là sau này ma tăng người ta sẽ len lỏi vào đó để mà trục lợi, để mà phá hoại đạo Phật, phá hoại đạo pháp. Và mục đích của họ là lợi ích vật chất, mục đích của họ là những cuộc sống ăn chơi sa đọa. Và Đức Phật đã nhìn ra để mà cho cái giới luật đó vào trong, tức là không được sở hữu gọi rằng là tài sản tiền bạc. Và đến dạng như là giới tỳ kheo thì còn rất cụ thể, thậm chí rằng là bao nhiêu năm mới được thay áo, mới được thay y áo đấy, rồi được sở hữu bao nhiêu y áo vân vân mà nó kia. Và giáo hội rất đơn giản, giải pháp cực kỳ đơn giản. Có thể nói rằng hôm qua các bác nói rằng very simple, rất đơn giản thôi. Đó là bây giờ cứ ai xuất gia, giáo hội đưa ra một cái thông báo rằng bất cứ ai xuất gia hoặc chuẩn bị xuất gia đều phải ký một cái cam kết rằng là không sở hữu tài sản tiền bạc. Tất cả những gì có được trong cái thời gian tu hành đều thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là tăng đoàn hoặc là cái chùa đó. Đơn giản thôi. Tất cả những gì kể cả người dân đến cúng dường cho riêng cá nhân trụ trì hay riêng cá nhân một sư thầy nào đó thì sư thầy đều phải nộp lại cho nhà chùa. Tức là tập thể người ta quản lý cái số tiền đó chứ không phải là sở hữu của cá nhân nào. Cá nhân tỳ kheo phải giữ nghiêm giới luật của Đức Phật. Tỳ kheo sư sãi đấy phải giữ nguyên cái giới luật của Đức Phật là không sở hữu tài sản tiền bạc. Không sở hữu tài sản tiền bạc thì phải xa lìa cái tham thôi. Thế bây giờ nhiều vị thậm chí rằng là đi, người ta còn bảo rằng là đi tu vài chục năm rồi kiếm được khoảng 20 30 tỷ, 50 tỷ,
rồi về lại bắt đầu rằng là hoàn tục, lấy vợ đẻ con, sinh sống cuộc sống vui vẻ. Cái số tiền anh kiếm được rõ ràng là nhờ cái danh của Phật giáo, là nhờ cái danh của nhà chùa. Vậy mà anh về anh cầm cái tiền về nhẹ như không hông. Đó. Cho nên người ta mới nói rằng là có nhiều cái người ta nói rằng là đi tu nó là một cái nghề là như thế. Đó. Anh vào đấy anh được ăn chay đổi thoải mái, rồi anh được tu hành, anh không phải làm cái gì mấy để anh tu hành, để anh giải thoát. Thế mà cuối cùng là xin thưa là anh về đấy, sau đó anh còn đi hô hào cúng dường, sau đó anh kiếm mấy chục tỷ anh hoàn tục về nhẹ như không. Vậy thì chúng ta chỉ cần chặt đứng cái chỗ này. Giới luật đương nhiên là phải giữ rồi, nhưng phải có cái cam kết rằng về mặt pháp lý, pháp chế, tức là chúng ta phải thể chế hóa cái giới luật của Đức Phật, là tất cả những người trong tăng đoàn đã xuất gia đi tu là không được sở hữu tài sản tiền bạc, những gì đó đều là của tăng đoàn. Đó. Không được sở hữu, đúng không? Việc rất đơn giản, rất sòng phẳng cả về mặt đạo lý, cả về mặt đạo pháp và kể cả mặt pháp lý, nó đều ổn. Còn nếu trong cái thời gian đó mà anh đi lấy tiền của nhà chùa ra, anh để đi mua cái nọ mua cái kia, thì như vậy anh phạm một cái tội mà hoàn toàn có thể là cái tội tham mô tài sản. Mà tội tham mô tài sản này nó nặng lắm, ăn cắp tiền của tăng đoàn mà, đúng không ạ? Không có cái chuyện rằng là người dân cúng dường cho thầy là thầy được giữ. Chắc là thảo nào là các thầy suốt ngày hô hào là này đi cúng dường cho các thầy, nào là ông Trân Quang này bảo là cầm tiền riêng cho người trụ trì đó, rồi bên kia thì cũng có đầy cái cách làm để làm. Bây giờ bắt ký một cái bản cam kết thôi, các anh bây giờ đã xuất gia đi tu rồi, anh phải ký một bản cam kết với giáo hội, cũng là một tổ chức mà, một hội mà. Đấy. Còn nếu mà anh không có, không chấp nhận được điều đó thì đơn giản là anh dừng tu, đừng có đi tu nữa, đúng không ạ? Không giữ được giới luật thì đi tu làm gì, không giữ được giới luật thì đi tu làm gì, đúng không ạ? Và những người mà giữ được giới luật thì họ lại rất nhẹ nhàng cho cái việc này họ ký, bởi vì là có hay không có cái quy định đó thì họ đều giữ cái giới luật, tức là họ không sở hữu tài sản tiền bạc. Đó. Đơn giản lắm, các bác thấy không? Với những người chân tu thì việc đó không hề quan trọng. Ký cũng được và không ký cũng thế. Và đương nhiên họ ký. Đó. Bởi họ cũng thấy rằng là như một bản cam kết thôi, chả có cái gì cả. Họ đã xuất gia đi tu thì xả ly hết. Xả ly hết, tham ái, tham dục, tham danh, tham tiền. Họ xả ly hết những chỗ này. Và trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có rất nhiều chân tu như thế. Chân tu như thế. Báo cáo bao nhiêu vậy, và rất nhiều chân tu như thế, thì nếu chúng ta đưa ra cái quy định này thì chắc chắn với các bác rằng là chúng ta sẽ thanh lọc được phần lớn, thanh lọc được phần lớn những sàm tăng ma tăng. Những ông nào đang giữ tài sản tiền bạc bây giờ bảo ông nộp lại, tôi đang giữ mấy mảnh đất, tôi đang giữ mấy cái nhà, thì lập tức là mấy ông là xin hoàn tục ngay, thì ít nhất là chúng ta cũng 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 chưa thể lấy lại được cái chỗ này. Nhưng mà về sau ông không thể ăn chặn được của đồng bào nữa, không thể tiếp tục ăn chặn nữa. Đó. Còn những ông nào mà chân tu thì chắc chắn họ ký ngay lập tức, sẽ vẫn tu tập, đúng không? Sẽ vẫn được nhà chùa là nuôi ăn ở và để tu tập. Tóm lại đến với chùa bằng cái gì, thì nếu như một cái trường hợp nào đó rời khỏi chùa thì cũng như thế. Đến với chùa bằng cái gì thì rời chùa cũng như vậy. Rời đến ví dụ đến với chùa với hai bàn tay trắng thì khi rời chùa cũng hai bàn tay trắng. Rời chùa thì có thể cái thứ nhất đó chính là cái việc mà tự nguyện xin hoàn tục, tức là không tu được, không tu được, muốn lấy vợ, muốn lấy vợ đẻ con để mà có người nối dõi tông đường cho gia tộc nhà mình, thì trường hợp thứ nhất là không tu được nữa, xin về. Vậy thì anh đến đây bằng cái gì? Có cái gì thì anh về như thế. Anh về như thế thôi. Không được giữ tài sản tiền bạc gì, không mang đi cái gì cả. Thứ hai là bị tẩn xuất khỏi giáo hội, tức là vi phạm kỷ luật như ăn trộm ăn cắp, như là tà dâm vân vân nọ kia, là bị giáo hội tẩn xuất, tức là đuổi khổ khỏi chùa. Thì cũng đi đến bằng cái gì? Thì cũng đi như thế thôi. Nghĩa là cũng thôi thì bay gọi rằng là có bộ quần áo ra khỏi chùa xong. Và cái thứ ba là vĩ đại hơn, đó là chết, đó nhập diệt.
thì nhập diệt thì cũng vậy, có ai mang đi được cái gì đâu, đúng không? Thế cho nên tất cả những thứ này, những bậc chân tu họ không hề ngần ngại, và chỉ có bậc ma tăng mới nhận ngần ngại thôi. Và chúng ta cần phải cổ suý cái điều này, yêu cầu giáo hội là phải đưa ra cái quy định và bắt tất cả các sư là phải ký, các sư là phải ký cam kết đó, là không có cái sở hữu cái gì cả. Tất cả những cái gì mà hình thành trong cái thời gian tu tập thì đều là của tăng đoàn, của nhà chùa hết, của giáo hội hết, chứ không phải là của bất cứ ai. Ký cam kết đó xem ai đăng ký. Tôi tin rằng chân tu họ không một cái chớp mắt, với những bậc chân tu họ không một cái chớp mắt họ ký luôn. Còn đối với những bậc ma tăng sàm tăng như thế này, về mục đích của họ là đi làm tiền nhỏ để mà phục vụ cho cuộc sống sa đọa của họ, thì họ sẽ không dám ký. Như vậy chúng ta sẽ thanh lọc được phần lớn đó. Cái cam kết đó thì nó như một cái bản giao kèo, như một cái bản hợp đồng, nhưng mà như cả hợp đồng trọn đời thôi mà, đúng không? Cho nên đây là cái cần thiết, đúng không? Và tôi đề nghị là chắc là mình sau khi mà đi du lịch về, tôi sẽ đề nghị giáo hội một cái đơn đó. Tôi sẽ đề nghị giáo hội một cái đơn như thế đó. Đơn kiến nghị lên giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban tôn giáo chính phủ để mà làm cái điều này. Và vì tôi mong muốn rằng là có được cái giải pháp để mà loại bỏ được những ma tăng sàm tăng đi, thì bởi vì chân tu họ mới có những cái lời nói thánh thiện, gieo đúng những lời nói thánh thiện và gieo đúng những cái gì mà Đức Phật mong muốn vào quần chúng nhân dân, chứ không phải là những kẻ như thế này là bởi vì cái mục đích lợi ích họ dẫn dụ, lừa lọc để quần chúng u mê. Tôi đều chia sẻ với các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.